Ủa mấy tuổi? Ủa? Đâu vậy? Ủa? Đi chợ mua măng cụt. Mua chợ mua măng cụt hả? Ừ. Ôi, ăn măng cụt luôn. Có ai được ăn măng cụt như người ta đâu biết. Đâu có ăn không? Làm gì? Mua về làm gỏi. Gì măng cụt mà làm gỏi, cha xanh mà đẻ nhỏ lớn như mấy ăn cụt làm gỏi luôn á. Đâu, hồi đó vậy em cũng đâu có biết đâu. Mà giờ này nó đang trend, nó đang hot lắm. Hiểu không? Giờ này là giới trẻ giờ ăn măng cụt với lại gỏi gà đó. Gà luộc lên xong rồi lấy măng cụt trộn gỏi ăn ngon dữ lắm. Ôi, măng cụt cũng trộn gỏi nữa hả? Ngon dữ lắm bà nội. Ngon lắm hả? Ừ. Mà ăn được không? Có đắng không? Không, ngon lắm. Ngon mà ăn lắm. Chưa? Chưa. Chưa ăn biết ngon. Thì nghe ta làm ngon thì mình mua về trộn mình ăn gà mới ngon. Hả? Ừ. À. Rồi mua có ăn thì mua thử về làm đi thôi em đi à. Không chịu hết măng cụt nữa, giờ này hết lắm không còn đâu. Rồi. Ủa. Măng cụt làm gỏi gà được hả ta? Lạ gì trời. Về mua thử cho biết, ăn thử coi. Ôi. Ê. Ông lấy tôi cái gỗ coi. Nay bà làm gì vậy? Làm gỏi ăn. Gỏi gì? Gỏi gà măng cụt. À. Biết làm không đấy? Trời ơi, bình thường. Lẹ đi ông ơi. Mà khoan, cái món gì mà lạ vậy? Thì gỏi gà măng cụt. Người ta làm gỏi gà thường, đâu măng cụt ra, có măng cụt chấm nữa. Nghe không, nghe mấy từ nó gỏi gà măng cụt thì đang hot bây giờ đó. Ừ, bữa đó cũng nghe nói là gỏi gà măng cụt ngon lắm luôn. Bữa nay ăn thử này thử nó ngon không? Biết làm luôn nha. Trời ơi, thì bình thường. Lẹ đi ông ơi. Nha. Này ăn đi, ăn đi. Đi. Sao sao? Lấy dao cho tôi. Quên bị hư rồi. Lấy dao vàng đi ông ơi. Lẹ đi ông ơi. Nè nè. Trời, nghe nói cái món này dạo này hot trend lắm đó. Mấy Tư này nó cũng ăn gỏi gà măng cụt nè. Nghe bé Tư nhẹ làm hả? Ừ. Đó, ông tách cái vỏ đi đó. Ừ, ăn đi. Có sắt nè, để tôi sắt nha. Cái gì? Ông ra bao nhiêu là ông làm gà đi. Ừ. Tôi đặt gà nha. Ừ. Nhỏ gì được chưa? Rồi, trộn vô. Ông đi ai gọt chanh cho tôi đi. Chanh hả? Ê, này đúng đi ta. Không, chắc đúng rồi đó, Ừ, trộn lên đi. Bé Tư chỉ sao làm cái chanh vậy đi. Sao cắt chanh nặng vô hả? Ừ, cắt chanh nặng vô, chỉ lấy cho miếng giấm đi. Một trái đủ không? Ừ, đủ rồi, cho hao. Rồi. Nặng gì tôi đánh giấm. À, chế gì chính, vô nhà chơi nè. Rồi, nãy mấy ông qua... Nãy mấy ông có phước ăn lắm nha. Vợ tôi đang làm đồ ăn trong sao kìa. Ồ, đã rồi, đã rồi. Vợ tôi đang làm gỏi gà măng cụt. Ồ, nó là tao thích á. Món đó giờ thì đang hơi bị nổi tiếng nha. Măng cụt đó giờ người ta ăn trái cây không, tụi ai làm gỏi ông này. Trời, cái món nó đang hot không dài, bà không biết hả? Đang hot hả? Ừ. Thôi vô ăn thử cho mình chính là. Thôi ngồi đây luôn đi. Ngồi. Thôi Duy Thần ngồi này đi. Để tôi kêu vợ tôi ra. Mạch nó đâu rồi? Nó đang hiền, nó làm sao kìa, nó làm nãy giờ kìa. Ngoài này cho mát chứ chẳng làm gì nóng. Ê, cấp này là thấy là nó trên mạng không chứ chưa thấy ăn bao giờ, chưa được ăn bao giờ. Bây giờ mình ăn trải nghiệm thử đi. Dạ ơi. Biết đâu. Ngon mà, nghe nó cũng ngon lắm á. Ngon á. Dạ ơi. Hot mà. Dạ, em nghe anh ơi. Này. Ủa chính, bỏ qua chơi hả? Mấy anh qua chơi nha. Này, có mấy bạn qua chơi sẵn vô trong làm anh xíu mồi, anh lai gai mấy bạn xíu. Rồi. Ơi, em đang làm xong rồi.
sẵn bữa nay đãi anh gỡ gà măng cục luôn. Trời ơi, quá đã. Nay cho mọi người biết tay nghề của vợ em. Thôi ăn được không trời? Có gì không rồi lắm anh ăn dở mình xin ngại chết. Ăn được không? Gỡ gà măng cục ăn được không? Ngon lắm, ngon lắm. Ơi, hôm nay anh đợi em xíu nha. Làm đây làm gì Lâm Lý? Có cần phụ gì không? Không. Rồi tới rồi. Đây đây mà. Tới đây, tới đây. Gỡi gà măng cục luôn. Hấp dẫn không? Hấp dẫn luôn thiệt. Hấp dẫn không chứ? Thấy hấp dẫn không? Đúng không? Bài bản luôn. Rồi nè. Để nó đưa chén đũa ăn thử. Có gì vậy chén? À, không 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 đổ chén hả? Để lấy chén thêm. Hả? Ăn được. Được, em nghiên cứu kỹ lắm rồi. Thôi là nói là kia làm đó nhưng mà ăn được. Vừa ăn lắm. Đó. Thấy trên mạng có mà chưa có ăn bao giờ ăn thử hết. Mình chấm với nước mắm này không vậy Leo? Là ăn miếng này luôn hả? Hả? Ăn vô luôn đúng hả? Thì đúng rồi, gỏi gà măng cục thì phải ăn miếng măng cục chứ không ăn miếng cục sao phải gỏi gà được. Phải không? Thế nó hot lắm mà, thử thử. Thôi vậy, sao vậy? Ngon quá không Chính? Ngon quá không nói lời lời đúng không? Em biết mà, em làm lần đầu tiên làm. Lần đầu tiên làm là có dở bỏ qua cho em nha. Cảm giác thế nào Chính? Ngon đúng không? Ngon mà không nói lời được luôn, thì em biết. Chắc cái kiểu này ngon dữ lắm nè, đang hơi nói chuyện. Hàng dựng nghe nói cái món này mấy tư nó phái nó đi mông không? Đừng có biết đâu. Sao là xúc động quá vậy? Cơ xúc động là không nói được lên đời luôn hả? Ngon, là không nói chuyện luôn kìa, không nói chuyện luôn trời ơi. Cảm nhận đang cảm nhận gì ngon hả? Nè, thử cái đó. Có hả? Mọi người ăn tự nhiên đi. Hôm nay vợ em mới nấu. Này ăn với này luôn không chị Liễu? Đúng ăn nguyên miếng đi cưng. Sao anh ngon anh? Ngon anh Dưỡng. Ngon đúng không? Nhìn mặt là biết ngon rồi. Ngon. Ngon mới tính hình vậy chứ không ngon rồi. Mọi người. Mày dơ lắm, anh ăn dơ lắm. Sao vậy? Có hút đi nhớ nhớ gì nữa. Ngon. Trời bình thường. Ôi. Thử chị Liễu. Trời ta chị làm mà rất là ngon. Vậy tôi nói gọi ông Thấm không có vợ đảm đang cái gì nữa. Hết sảy luôn. Em thử ăn thử coi. Thôi lần đầu tiên làm biết có ngon thôi. Ngon vậy. Ngon lắm đó, ăn đi. Ngon. Cái trời ăn rất ngon rồi. Cái gì mà hot trời. Rồi mình vô cái nãy vô nè. Em á ăn rồi, em á ăn rồi. Thôi. Vô Thắm ơi, vô Thắm ơi. Ăn đi em. Vô. Sao cái mùi lạ với em? Sao mà. Sao cũng là gỏi gà măng cục sao lạ lắm, lạ lắm luôn anh. Bà có coi đúng cái công thức mà để làm không vậy? Mày đúng rồi. Mày có phân biệt được là gỏi gà măng cục với gỏi gà vỏ măng cục không? Hả? Ăn ra ba cái. Trời ơi là trời nó chát. Thấy màu đỏ luôn. Nó trắng nữa. Ủa em làm đúng mà. Học ở trên mã hả? Ừ. Cái đó giờ là món này hết chê là ảnh hưởng miếng anh. Tê. Ôi, nãy ăn rồi giờ còn ăn nữa. Trời ơi, lại đúng rồi. Vì sao mà thấy nó làm ngon quá trời mà. Đúng không? Nó thấy ta ăn nó hết luôn. Đắp tê lửa tao luôn hả Liễu? Em biết đâu ngon mà. Nó đắng thì phải đắng dữ vậy. Em làm sai gì ta? Ai chỉ mày? Bé Tư. Liễu ơi. Đó. Bé Tư hả? Mới nhắc nhà con đường không xin. Đây thì em nói gỏi gà măng cục thì chị về chị cũng mua gỏi gà rồi mua gà gì làm gỏi. Trời ơi thưa chị hai, cái gỏi gà măng cục em nói là chị lấy á, cái trái măng cục chị tách vỏ ra xong rồi chị sắt nó ra rồi chị đem đi chị trộn gỏi với gà chứ ai đâu mà để nguyên cái vỏ măng cục ăn với bà. Quen lửa ruột ở đâu rồi? Em ăn hết rồi đó, thấy chưa, nó làm măng cục chín rồi, nó lấy ruột ăn hết rồi. Rồi nó làm cái vỏ măng cục sống cho mình ăn.
Ai mà biết đâu, em tưởng đâu là làm cái gỏi gà măng cục là phải lấy cái vỏ gỏi măng cục làm gỏi. Thôi đi lấy cái vỏ, em tưởng đâu là cái tưởng làm cái vỏ. Thôi đi bà nội, ai đâu mà làm gì bà ơi. Không biết thì nói qua nhà tôi chỉ cho làm. Ai mà biết đâu. Trời ơi, nữ công giai chánh, người ta mang cục sống, ai làm cục chín gì bà chị hai của tôi. Ủa mang cục sống ăn được hả? Được chị, dọn dọn ăn được. Trời chứ đâu mà ai mà đem cái vỏ thì trộn ăn trời. Bà không nè. Đáng muốn chết. Thì ai mà biết đâu, tưởng đó là cái lấy cái vỏ lại ăn cái ruột, lấy cái vỏ đem đi làm gỏi. Thôi mọi người lấy gà ăn đỡ đi, còn cái kia bỏ lại và cho heo ăn. Dạ, ủa nguyên con gà. Con vợ em nó ba sạch bốn sạch vậy đó. Thì bây giờ mình lấy cái vỏ bỏ gà, mình lựa gà mình ăn đi, ăn đi mọi người. Mọi người ăn gà thôi. Gà nó chắc ngậm luôn thôi. Mọi người ăn gà thôi, đừng ăn kia. Gì ăn gỏi với lại gà nè. Rồi luôn, chắc ngậm con gà luôn, ăn gì nữa. Có mặt mà chỉ chắc ngậm luôn á. Nó chát luôn rồi kìa. Không cảm đi, lựa cái vỏ mà cục ra. Thôi mình ăn bắp cải đi. Ăn đỡ đi. Sao mà đúng kêu, đúng kêu, mệt đi trời.